Kính chào quý vị và các bạn. Nhắc tới Quảng Trị là nhắc tới vùng đất lịch sử oai hùng với nhiều trận chiến ác liệt. Trong đó có một trận chiến đã vang danh khắp thế giới, đó chính là trận Khe Sanh. Chiến địa xưa giờ đã trở thành địa điểm du lịch yêu thích của những người ham mê khám phá lịch sử. Và đừng bỏ qua Khe Sanh nếu như quý vị muốn tìm kiếm cảm hứng từ sự cuột cường của vùng đất miền Trung này. Căn cứ Khe Sanh thuộc hàng rào điện tử McNamara. Đây là căn cứ trọng yếu giúp quân đội Mỹ kiểm soát tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Và chiến thắng vang dội năm 1968 tại đây đã mở đường cho chiến thắng cuối cùng của dân tộc ta trước quân Mỹ. Ngày nay, những địa danh tại cứ điểm này như sân bay Tà Cơn, Làng Vây trở thành điểm đến nổi bật trong tour du lịch DMZ thăm lại chiến trường xưa. I think a stop here it would be a great opportunity to see the beautiful country you have and the war stuff, so yeah. Đến đây, quý vị sẽ được ngắm nhìn những hiện vật lịch sử cỡ lớn như là máy bay chiến đấu, xe tăng thiết giáp, được trải nghiệm đi lại trong đường hào chiến đấu khi xưa. Đứng trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt, nơi mỗi mét vuông đều bị cày xới bởi bom đạn, du khách sẽ cảm nhận được sự khốc liệt và dữ dội của chiến dịch Khe Sanh năm nào và sẽ thấy trân trọng vẻ đẹp yên bình của đất nước hôm nay. Khi mà cuộc chiến tàn khốc đã qua đi, nơi đây lại ngập tràn sức sống. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà quý vị có thể thưởng thức được hương vị của sức sống đó? Quý vị đã sẵn sàng cho một ly cà phê Khe Sanh tuyệt hảo hay chưa? Xin mời quý vị. Ngay cạnh sân bay Tà Cơn là những vườn cà phê rộng lớn. Không ai có thể tưởng tượng được trước đây toàn bộ khu vực này bị cày nát bởi bom đạn. Và giờ đây, cây cà phê thực sự đã hồi sinh và tạo nên sắc xanh cho sự sống của vùng đất lịch sử Khe Sanh, của đất và người Quảng Trị. Ở Việt Nam thì có 3 vùng trồng được Arabica, một trong những loài cà phê rất là khó tính trong việc chăm sóc khí hậu, thời tiết. Khe Sanh cũng là một vùng nguyên liệu rất là tốt cho giống cà Arabica này. Với lịch sử trồng cà phê lâu đời, cà phê Khe Sanh đã trở thành sản phẩm du lịch rất nổi tiếng với du khách quốc tế. Thưởng thức một cốc cà phê chứ danh tại mảnh đất lịch sử này chắc chắn là điều các bạn không nên bỏ qua khi đến với Khe Sanh. Chiến địa xưa đã ngập tràn màu xanh của sức sống và yên bình. Quảng Trị chính là mảnh đất cho người ta cảm hứng về sức mạnh bất tận của con người như thế. Hãy đón xem những số tiếp theo của VTV Travel để khám phá thêm những vẻ đẹp của nơi đây. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.